để nhắc nhớ cho những thành viên khác rằng tất cả mọi cái hoạt động từ thiện của con người chỉ có thể đạt được kết quả như lòng chúa mong ước khi chúng ta nối kết với hội nghị của Đức Giêsu. Qua việc chúng ta thi hành sứ vụ của giáo hội, ngày sứ vụ của giáo hội là cái ngày sứ vụ mà Đức Giêsu Kitô để đặt cho giáo hội. Thi hành sứ vụ của giáo hội thì mới có thể phục cái nguồn sức mạnh mà Đức Giêsu Kitô để lại của giáo hội. Đó là cái nguồn lực lớn nhất lớn nhất của chúng ta. Và khi chúng ta là những thành viên Carita, chúng ta thi hành cái công việc bác ái cộng đồng, chúng ta làm chứng cho mọi người, kể cả những chị em của chúng ta, các cổ đoàn lên Rio Maria, rồi gặp ba thứ gì thành thể các đoàn, đây là những cái tổ chức gọi như là làm sao từ thiện của những nhóm từ thiện tôn giáo đó. Họ nhớ rằng là đấy, tất cả những cái công việc của chúng ta phục vụ con người chỉ có thể đạt được một cái kết quả như là đúng mong muốn khi chúng ta nối kết với chính sứ vụ của Đức Giêsu. Chúng ta là những người của Ngài, chúng ta có thể nói rằng là chúng ta được giáo hội giao cho cái vai trò làm chứng cho cái điều đó. Tôi xin nhắc lại cái điều này với anh chị em. Tôi xin nói cái điều thứ nhất như thế này: chúng ta là những người cần làm, không phải chỉ có chúng ta mới làm việc từ thiện, không phải chỉ có một đoàn hội viên Caritas chúng ta phải từ thiện. Chị chiến về chúng ta còn cần phải tranh luận, còn cần phải chứng minh những gì cả ở trong giáo xứ, trong gia đình, trong các tổ đoàn, trong nhóm bạn, chúng ta nhiều rất nhiều, thậm chí có những tổ chức họ mạnh về nguồn lực hơn chúng ta, nhưng có điều chúng ta được giáo hội giao cho là làm chứng rằng anh chị em cứ làm việc nhé, từ thiện nhé, bác ái xã hội nhé, cứu trợ người nghèo nhé, cứu trợ những người thiếu nhé. Nhưng mà cái hoạt động như chúng tôi đang làm đây, đó là chúng ta phải thi hành sứ vụ của giáo hội, chúng ta phải tiên thông cái tham gia cái sứ vụ chung của giáo hội. Và khi chúng ta tham gia cái sứ vụ của giáo hội như vậy thì chúng ta tin nước được sang ra cái nguồn lực chính, không phải là tiền bạc. Thì những điều đó tuy là cần thiết, nhưng những nguồn lực chính hơn để có thể đưa con người phục hồi cái phẩm giá của những người con cái Thiên Chúa, thì chúng ta phải đối kết với cái nguồn lực của các bạn, đó là công nghệ, công trình của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đón nhận khi chúng ta đi hành cái sứ vụ Ngài giao cho chúng ta. Đó là cái kinh thứ nhất, thì anh chị em nhớ cho tôi thêm. Cái điểm thứ hai, trong xã hội chúng ta cũng thấy có nhiều tổ chức từ thiện. Cuối tháng 11 năm vừa rồi, 2022, anh chị em cũng biết có một cái hội nghị giữa Mặt trận Trung ương cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các tổ chức tôn giáo để ký kết một cái chương trình hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó đại diện của Giáo hội Công giáo thì có cha Đạo Nguyên Vũ là đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, được Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Tổng giám đốc chúng ta cử ngài đến. Và tôi cũng được mời với tư cách là đại diện cho Caritas Việt Nam. Và trong cái hội nghị đó tôi cũng được mời để chia sẻ một cái tham luận về việc bảo vệ môi trường. Trong vài bài tham luận tôi cũng có nói một cái ý tưởng như thế này: kính thưa quý vị, thực sự chúng tôi cũng là những cái công tác bảo vệ môi trường như các chị em khác. Thực sự thì
chúng tôi, cái nguồn lực của chúng tôi không có nhiều lắm đâu. Tạm như về tiền bạc, tiền năng để nó không phải là một lực lượng có cái nguồn lực mạnh đâu. Nhưng mà bên cạnh cái nguồn lực của con người, chúng tôi còn có cái nguồn lực, đó là cái tiền bạc của chúng tôi. Chính điều đó là cái sức mạnh của chúng tôi. Thí dụ, khi vào đây trường thì tất nhiên tất cả mọi tổ chức và xã hội quốc gia đều được mời gọi để bảo vệ môi trường. Nhưng mà tại sao bảo vệ môi trường? Bảo vệ môi trường để làm gì? Thì những tổ chức xã hội đều đưa ra những cái lý do như thế này. Thứ nhất là để biết tạo một cái bầu khí tốt đẹp trong lành cho con người sống. Và thứ hai là để truyền lại cho các thế hệ tiếp theo một cái trái đất đáng sống. Chúng tôi không đồng ý như vậy, chúng tôi không làm như vậy. Nhưng mà hơn nữa, chúng tôi còn bảo vệ môi trường bởi vì đây là công trình của Thiên Chúa. Đây là cái món quà của Thiên Chúa ban cho chúng tôi, cái trái đất này, bầu trời này, những cây cối xung quanh chúng ta đây. Là cái món quà của chúng tôi. Nên chúng tôi trân trọng cái món quà này. Không phải vì chúng tôi thấy cái món quà này có đẹp hay là không đẹp, nhưng bởi vì chúng tôi yêu mến Thiên Chúa đã tặng quà cho chúng tôi. Nên thế, do đó cũng một ý tưởng như thế, chúng tôi cũng làm cái công việc ban ái để giúp đỡ con người, để biết nâng đỡ hay là cứu trợ người đang cúng kiến, thì chúng tôi gọi đó là một cái sứ vụ để làm chứng cho cái phẩm giá của con người được Thiên Chúa yêu thương. Mà cái phẩm giá của con người nghe chén như thế là chúng ta là những người tin vào Chúa, chúng ta học chân lý, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta hiểu phẩm giá con người chính là cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi con người, cho người giàu, người nghèo, người khỏe mạnh, người yếu đau, người trí thức, người thân phận, vân vân. Nhưng mà tất cả đều đó nhận cái tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ, một cái tình yêu thương vô bờ bến. Sau đó cái phẩm giá của con người cao quý không phải vì họ có được kiến thức học hành hay là có học này khỏe mạnh hay là khuyết tật hay là giàu có hay là không giàu có, mọi người đều có cái phẩm giá khác nhau. Vì Thiên Chúa đều yêu thương họ, do đó chúng tôi cứu trợ, chúng tôi biết phục vụ không phải vì chúng tôi muốn xoa dịu một cái nỗi đau nào đó của con người mà thôi, nhưng cái quan trọng hơn là chúng tôi đem đến cho họ để họ ý thức được rằng Thiên Chúa cũng yêu thương họ. À, thầy thì tôi xin kể cái chuyện này với đề các bạn xem cái trang mạng của cái báo gọi là YouTube.vn có thể có thể nhất thế này trong các bộ của ba cái giải đông thì cũng chỉ có được với trong các đội có ba cái giai cấp. Giai cấp đầy đủ là giai cấp thượng lưu, rồi cái giai cấp thấp nhất đó là cái giai cấp hạ lưu, rồi cái giai cấp trung bình là gọi là giai cấp trung lưu. Nhưng mà cái giai ba cái giai cấp này không có phân biệt nhau, không có tính toán sắp xếp hay là xác định bằng tiền bạc hay là văn hóa gì cả. Nhưng mà họ nói rằng là ba cái giai cấp liên hệ đến vấn đề điều kiện chỗ này. Giai cấp thượng lưu đó là những người
quả cho vị một cách vô bị lớn. Vâng, người ta cho lại cho ta thôi. Có gì đó là mình biết sao? Và cho mình chẳng cần. Và ta chẳng cần, và cái gì ta chẳng cần, và cái chẳng gì hết để tốt gì hết cho mình hoàn toàn. Đó thì là một chút. Cái giai cấp đó, cái giai cấp tạo lưu là những người chẳng quan tâm gì đến người ca, bằng ai đói ngang, bằng ai nghèo khổ như thế nào mặc. Tôi sống vì tôi biết mình vì tôi, sung sướng là đủ rồi. Còn cái giai cấp ở dưới, còn gọi là cái giai cấp lưu manh. Đó là cái giai cấp mà còn thật em đi mòn chỉ em lại. Cho đi một chút thì cũng đòi hỏi ít phải được đề đáp như thế nào. Thưa anh chị em, và cái giai cấp như thế, chúng ta là những người cảm giác của giáo hội Công giáo. Chúng ta cũng là giai cấp nào? Rõ ràng cái giai cấp của chúng ta như là cái giai cấp hạ lưu, nó cũng đầy dân và trong xã hội. Cái giai cấp trung lưu tạm gọi là cái giai cấp trung lưu cũng nhiều lắm, cho đi để nghĩa kiên trang để lợi lộc gì đó. Chúng ta là những người tham gia, chúng ta là những thành viên của một tổ chức từ thiện trong xã hội, chúng ta có cái vai trò này. Chúng ta cũng đóng góp bên cạnh chúng ta nhiều cái một lần khác, những tổ chức khác không phải đóng góp mà không phải là ngoài xã hội, không phải trong xã hội mà trong xã hội của những tổ chức. Vậy thì cái vị trí của chúng ta đối với những tổ chức từ thiện khác, chúng ta cộng tác thì anh chị em ở trong giáo xứ, anh chị em cũng quen biết những cái công ty, những cái sự nghiệp hay là những cái đoàn nhóm bạn bè của anh chị em cũng phải là cộng tác rồi cùng nhau tìm những cái chuyến công trợ về kinh tế, về lương thực, về hay là sách vở này nó đi thế cho người chủ kia vẫn là tốt. Ở cấp độ của quốc gia, chúng tôi cũng có những cái cộng tác như vậy với những cái tổ chức không phải là quốc gia. Ngoài chúng tôi cũng có một cái trường quốc tế ở khu này họ cũng liên đới với các cái khác. Đây là Singapore, cái mà hiệu trưởng của bên Singapore thì đưa một cái chỉ thị sang cho cái hiệu trưởng ở bên Việt Nam này, và thật ra mỗi năm phải tổ chức cho các em một cái ngày
Giêsu Kitô ở bên cạnh họ qua cái việc chúng tôi đưa ra cho họ. Và đó mới là thực tế không phải là những cái quy định tiếp cận của tôi cho những thầy kia mà không ở cái cấp cao đều chúng ta ban áp kiểu đó phải chúng tôi chuẩn cùng với họ cùng ra các cái quy định này chúng tôi ở bên cạnh họ đưa cái những cái định chúng tôi đến với họ cái này thì chúng ta làm thì ta có thể biết suy nghĩ thì để chúng ta trong gia đình luôn luôn mở ra cho người con, thì đó chính là cái
Dạ được ạ. Hoạt động hàng đầu của chúng ta, bởi vì chính Chúa Giêsu muốn mời chúng ta tham dự vào trong cái công tác này, tiếp nối. Tại vì Chúa đến để cho những cái người đau khổ, những cái người tội lỗi,
tội lỗi đây đau khổ không phải là chỉ đau khổ về vật chất, cả về tâm hồn nữa. Chú y đuổi. Vậy thì cái vai trò của những thành viên Caritas không phải là chỉ cho cái thức ăn, cho những thùng mì, cho gói bột ngọt đâu, nhưng mà những anh chị em có gặp vấn đề về đời sống thiêng liêng, ví dụ gia đình họ đổ vỡ hay là sắp đổ vỡ hay là con cái họ hư hỏng, thì chúng ta là những thành viên cũng mang đến cái sự an ủi, khích lệ họ. Hoặc là những người nguội lạnh quá chẳng có đi đến nhà thờ gì đó, thì chúng ta thấy thành viên Caritas phải là cái người mang cái đời sống và cái huy hiệu của mỗi người.